Rồi tiếp. Trinh năm như 15 tuổi. Vay xuống em bé. Đây gọi em bé không gọi là bạn. Tay sọc, thân tay sọc. Đúng rồi. Rồi tôi chân lên. Cái con này chỉnh cho chân, chụp chân. Chụp hai chân với nhau cho nó thẳng lên. Lên. Lên nữa. Chân lên. Lên có rồi. Cãi thật. Gập chân. Nó để mũi bên kia thì thở được mình để mũi mũi dí mẹ xuống. Gập chân xuống. Thế mà vẫn thở được. Thế lúc người chả hình dung ra cái chân phải để như nào nó mới thẳng nữa nhá. Ok, đưa đây. Như nào nữa. Đấy. Đẹp quá. Cho cô Trinh một chân trước chân sau như cô đàn cái này. Cho cô Trinh một tay giơ lên để giả thêm. Đấy, xin lỗi thế, thầy không chịu chụp đưa này. Thầy toàn có như là cái này. Thầy toàn quay xong rồi. Đưa đây. Không quay về mình chụp lại màn hình được. Đưa đây, cô Trinh. Có lên. Giữ. Thật, cứ đá thẳng chân này. Đạp cho bác vào. Đạp cho bác vào. Ok, tôi xuống. Rồi. Nga tin. Mũi đỏ. Ra bốn cái kia đi. Bốn cái. Chăm gối. Chăm gối đi. Tắt đi. Tắt đi.